chào và cảm ơn quý khán giả chọn kênh truyền hình Hậu Trang vào 6 giờ sáng mỗi ngày để đồng hành với chúng tôi trong chương trình Nhịp sống ngày mới. Kính chúc quý khán giả ngày cuối tuần an lành, hạnh phúc. Mở đầu là thông tin liên quan đến lĩnh vực giáo dục có trong chương trình buổi sáng. Các báo sáng nay đồng loạt đưa tin 17 giờ chiều qua là hạn cuối để thí sinh đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học. Tuy nhiên, kết thúc thời hạn này, có đến hơn 325.000 thí sinh mất quyền đăng ký, không đăng nhập nguyện vọng lên hệ thống. Điều này có nghĩa là các thí sinh này mất quyền đăng ký xét tuyển đại học đợt 1. Năm nay là năm đầu tiên thí sinh đăng ký xét tuyển tất cả các nguyện vọng theo các phương thức xét tuyển khác nhau lên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoàn toàn theo hình thức trực tuyến. Thời điểm này, năm học mới sắp bắt đầu, nỗi lo học phí đè nặng lên đôi vai phụ huynh, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam thông tin, bên cạnh những tỉnh thành miễn học phí hoàn toàn cho học sinh từ năm học 2022-2023 như là Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu, hiện có thêm Quảng Ninh, Cần Thơ, Cà Mau cũng đang dự kiến về việc này. Thành phố Hải Phòng mỗi năm trích hơn 400 tỷ đồng từ ngân sách địa phương hỗ trợ cho giáo dục. Đà Nẵng trích hơn 4.600 tỷ đồng mua sách giáo khoa cho học sinh, con của hộ nghèo, học sinh mồ côi do Covid-19 và học sinh con hộ cận nghèo đang học tại các trường phổ thông công lập và ngoài công lập, các trung tâm giáo dục thường xuyên trong năm học 2022-2023. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau quyết định tạm thời chưa thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, năm học 2022-2023. Thưa quý khán giả, gần đây thì có rất nhiều người dân được nhân viên ngân hàng mời chào dịch vụ rút tiền mặt từ thẻ tín dụng hoặc chuyển đổi trả góp giao dịch với lãi suất thấp. Và nếu nhận được các cuộc gọi này, chắc chắn là lừa đảo. Đây là nội dung bài viết được đăng tải trên báo điện tử VTV. Đối tượng lừa đảo sẽ sử dụng sim rác điện thoại, nhắn tin giới thiệu là nhân viên và gọi hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, từ ngày này sang ngày khác yêu cầu cung cấp số thẻ mã OTP. Với các thủ đoạn ngày càng tinh vi, khách hàng cần tuyệt đối cảnh giác trước những thông tin yêu cầu cung cấp mã xác thực OTP, số thẻ, số căn cước công dân cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên ngân hàng và các thông tin cá nhân khác để tránh bị mất tiền oan. Không tiếp cận bằng điện thoại, nhưng bằng cách nào đó một số người có được thông tin của chủ nhà và trao bán trên khắp các trang mạng xã hội. Báo Tiền Phong có bài viết, nhiều gia chủ ở thành phố Hồ Chí Minh khóc ròng vì nhà bất ngờ bị trao bán trên mạng. Hầu hết các chủ nhà cho rằng thông tin trao bán là không có thật, được ai đó đăng lên nhằm mục đích là lừa đảo hoặc là câu like, câu view. Theo nhiều chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, có thể đây là chiêu thức của một số người môi giới bất động sản nhằm thu hút người có nhu cầu mua hoặc là muốn gây sốt ảo cho dự án. Bất động sản là lĩnh vực thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người bởi khoản lợi nhuận kết xù chỉ sau vài miếng đất bán được. Đánh vào tâm lý này của người dân, rất nhiều đại gia chởm tạo cho mình vỏ bọc hào nhoáng để tạo niềm tin. Thế nhưng đằng sau đó là cả màn kịch dài với những chiêu trò một vốn 10 lời khiến nhiều nạn nhân sập bẫy. Không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng. Liên quan đến cáo buộc gạo từ Việt Nam nhập lậu vào Philippines thông qua cảng Iloilo, Cục Hải quan của quốc gia này có thông tin cho rằng đây là cáo buộc vô căn cứ, gạo Việt Nam không nhập lậu vào Philippines. Cục Hải quan của Philippines cho rằng những cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn lậu gạo tại khu phức hợp cảng thương mại Iloilo là những cáo buộc vô căn cứ nhằm làm xấu hình ảnh của đơn vị này. Thông tin từ Cục Hải quan cho biết các lô gạo bị cáo buộc nhập lậu được cấp giấy phép theo quy định của đạo luật Cộng hòa hoặc luật tự do hóa xuất nhập khẩu và kinh doanh gạo. Được biết, mức thuế nhập khẩu gạo được Philippines áp dụng cho các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam là 35%. Đây cũng là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của nước ta trong những tháng đầu năm nay, với gần 760 triệu đô la Mỹ, tăng gần 50% về lượng so với cùng kỳ.
liên quan đến vụ hàng chục người trốn khỏi casino từ Campuchia bơi qua sông Bình Ghi về Việt Nam. Tối qua, cơ quan nên điều tra công an tỉnh An Giang cho biết ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng Nguyễn Thị Lệ và Lê Văn Danh cùng trú tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Sau 2 ngày tích cực điều tra, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh An Giang phối hợp công an huyện An Phú xác định trong số 42 người trốn khỏi casino bên Campuchia bơi qua sông về Việt Nam, có 6 người do Lệ và Danh đưa trót lọt xuất cảnh trái phép sang Campuchia trước đó. Người này khai nhận từ khoảng tháng 5 vừa qua, Lệ được một người đàn ông không rõ lai lịch câu móc tham gia đưa người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam qua Campuchia. Sau đó câu móc với Danh. Theo thỏa thuận, khi đưa khách trót lọt qua Campuchia, Lệ và Danh được trả công 100.000 đồng một khách. Ngoài việc đưa 6 người khách xuất cảnh trái phép, Lệ còn thừa nhận cùng Danh đưa trót lọt nhiều lần nhiều đối tượng xuất cảnh trái phép qua nước này với mục đích làm việc tại casino. Như tin chúng tôi đã đưa, trưa ngày 18 tháng 8, Chốt Quản lý Bảo vệ Biên giới và Phòng chống dịch COVID-19 số 21 đóng quân địa bàn huyện An Phú, tỉnh An Giang, phát hiện giữ 40 người, trong đó có 35 nam, 5 nữ từ casino Rich World. Đối diện chốt 21 bơi sông Bình Ghi nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Đây là cuộc tháo chạy của hàng chục người Việt Nam khỏi casino địa ngục ở Campuchia vì không còn chịu được cảnh bóc lột sức lao động. Trong cuộc chạy trốn này, có tổng số 42 người, một người không may bị bắt giữ lại. Còn cậu bé 16 tuổi, người mất tích trên sông Bình Ghi, chiều qua đã tìm thấy thi thể. Công an phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế vừa trao trả lại 100 triệu đồng cho ông Ngô Hữu Quý, sinh năm 1943, trú tại phường do không may đánh mất. Ngày 19 tháng 8, ông Quý mang 100 triệu đồng đến gửi ngân hàng. Trong lúc đi trên đoạn đường Lý Thường Kiệt thì không may đánh mất. Ông đến trình báo công an chờ giúp đỡ. Đến chiều cùng ngày, công an phường tìm được người chặt số tiền và làm các thủ tục trao trả. Trước đó, công an thành phố Huế nhận được tin báo của anh Decha Sampong, du khách người Thái Lan, về việc bỏ quên điện thoại iPhone 13 Pro Max tại ghế đá khu vực bến Tòa Khâm và sau đó không thấy. Hôm sau, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Huế thông tin có người nhặt được và trả lại tài sản cho người đàn ông này. Qua đây lan tỏa hình ảnh, hành động đẹp của người Việt trong lòng du khách. 4 ngày qua, các chuyên gia, nhà khoa học ở thành phố Hồ Chí Minh về Bình Định để khảo sát và đưa ra báo cáo chi tiết về sự xuất hiện của cá voi ở biển Địa Kỳ nhằm thu thập những dẫn liệu khoa học liên quan đến loài thú biển này. Thông tin ban đầu, kích thước cá mẹ ước khoảng 12m, cá con khoảng 6m. Về tập tính, việc cá voi mẹ chọn vùng biển Địa Kỳ để nuôi con và kiếm ăn là tín hiệu tích cực cho thấy môi trường biển gần bờ của Bình Định được cải thiện, có nhiều thức ăn. Theo các nhà khoa học trong nhóm khảo sát, vấn đề du lịch xem cá voi tự phát cũng nên được quan tâm quản lý. Thực tế, sự xuất hiện của cá voi là niềm vui không riêng cộng đồng dân cư tỉnh Bình Định mà còn là niềm vui chung của người dân cả nước. Quan sát thực địa cho thấy hiện tượng này thu hút hàng trăm lượt khách du lịch đến Địa Kỳ chỉ để ngắm cá voi. Nếu được quản lý bảo vệ tốt, đây sẽ là nguồn lợi cho Bình Định. Nhìn vào những bức tranh này thì sẽ ít ai nghĩ rằng nó được tạo nên từ tóc dụng. Đây là ý tưởng rất độc đáo của nhà tạo mẫu tóc ở Hải Phòng. Bằng tài năng và niềm đam mê của mình, anh biến hàng triệu sợi tóc thành những tác phẩm nghệ thuật cuốn hút. Yêu thích mỹ thuật từ nhỏ và từng thi đỗ vào trường đại học mỹ thuật công nghiệp, nhưng không có điều kiện theo học. Anh Bì Tuyến, 45 tuổi, ở quận Cô Quyền, Hải Phòng, trải càng sang con đường trở thành và tạo mẫu tóc. Trong quá trình làm nghề, anh nghĩ ra ý tưởng làm tranh từ tóc. Tôi có ý tưởng vẽ tranh tóc từ khi thấy rằng là các ngành nghề khác họ lấy hạt cạo, vỏ cây hay là giấy, họ làm nên những tác phẩm hội họa rất là độc đáo. Thì từ cái ý tưởng này nên tôi thử lấy cái chất liệu tóc là cái ngành nghề của mình, đã tiếp xúc với nó mấy chục năm nay, để thử xem là cái chất liệu này nó có thể là tạo nên cái bức tranh hay không. Anh Tuyến kể khoảng 5 năm trước, anh bắt đầu có ý tưởng vẽ tranh từ tóc dụng. Những bức tranh ban đầu chỉ để chụp hình chơi, được vẽ trên nền đất, sau lại xóa đi chỉ không thể lưu giữ lại. Sau một thời gian dài mày mò học hỏi về các loại keo dính tóc, những tác phẩm của anh mới được lưu lại trọn vẹn và ngày càng chuyên nghiệp.
Chất liệu sợi tóc nó là chất liệu rất đặc biệt, nó khi mà nó gặp gió nó rất là bị bay, nó gặp nước nó rất là dễ bị nổ. Chính vì vậy khi mà mình làm việc ấy, thì mình làm ra bức tranh là mình ở trong cái môi trường khá là kín gió, không có gió, và cũng nhiều lần bị thất bại vào cái điều này rồi. Đầu tiên thì tôi chưa kết dính được cái sợi tóc với nhau để mà treo nó lên. Những tác phẩm làm từ tóc giờ đây mang lại niềm vui, say mê cho anh Tuyến và giúp anh trên con đường thiện nguyện. Nhiều tác phẩm anh mang đi quyên góp, đấu giá tại các đêm nhạc, sự kiện, đóng góp phần nào cho Quỹ Phát triển Tài năng Tạo Mẫu Tóc Trẻ Việt Nam xây dựng điểm trường ở vùng cao.